Các em hãy ghi chép cái yêu cầu này vào trong vở thầy, đó là cho biết cả cái yếu tố gạch đầu dòng 1 2 3 4 vân vân ảnh hưởng đến cái hiệu quả quá trình giao tiếp như thế nào. Theo các em thì các yếu tố nào các em có thể gạch đầu dòng một số cái yếu tố cơ bản? Thầy chờ trong vài phút nha. Sau khi đã ghi một vài yếu tố rồi thì thầy cho cái đáp án tham khảo sau đây. Bạn các em có thể là ghi lại để chúng ta tham khảo. Cái thứ nhất là về thái độ, tình cảm của người nghe và người nói. Và cái phần sau thì chúng ta sẽ có một cái sơ đồ. Người nghe là số 1, tức là người phạt. Người nói là số 1 và người nghe là số 6 đó. Thì chúng ta sẽ có một cái sơ đồ về người gửi và người nhận. Người gửi tức là người nói và người nhận là người nghe. Thông qua đó thì chúng ta hiểu được thái độ, tình cảm của cái người, hai cái người đang giao tiếp. Cái điểm thứ hai cũng rất quan trọng, đó là cái kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của cái người nghe và người nói. Tức là chúng ta thấy càng hiểu biết nhiều, kiến thức càng rộng, có cái kinh nghiệm, có cái kỹ năng thì người ta sẽ giao tiếp tốt hơn. Thứ ba là nhiều cái tầng nấc trung gian khác nhau và các cái mối quan hệ giữa cái người nói và người nghe cũng ảnh hưởng đến cái hiệu quả giao tiếp. Phần thứ tư là văn hóa của tổ chức, của một đơn vị, một cơ quan, một trường học, một bệnh viện, vân vân. Nói chung là văn hóa của cái tổ chức đó. Tiếp theo là cái bầu không khí tâm lý của tập thể và ngôn ngữ cử chỉ. Như chúng ta biết thì trong giao tiếp chúng ta có thể sử dụng hai cái dạng phương tiện cơ bản. Một là ngôn ngữ. Ngôn ngữ thì bao gồm có cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Và cử chỉ đây thì được sử dụng khi giao tiếp chủ yếu là ngôn ngữ cơ thể, hay còn gọi là ngôn ngữ cử chỉ. Ngôn ngữ cử chỉ. Một cái yếu tố cuối cùng đó là cái đồ nhiễu. Đồ nhiễu tức là tiếng ồn, tiếng điện thoại, hay là xe cộ, hay là thời tiết. Nói chung những cái yếu tố nó tác động trực tiếp đến quá trình giao tiếp thì sẽ làm giảm cái hiệu quả giao tiếp đó. Phần sau thì thầy cho các em một cái sơ đồ gồm 9 cái yếu tố khác nhau liên quan đến cái ảnh hưởng giao tiếp như thế nào. Và một câu chuyện vui về giao tiếp, chắc là cũng có nhiều bạn đã đọc được mẫu chuyện này rồi. Thầy xin đọc lại thế này. Một người gặp ông chủ và hỏi 1.000 năm là bao lâu, thì ông chủ trả lời đối với ta chỉ là 1 giây. Người đàn ông hỏi tiếp, thì còn 1.000 đô là bao nhiêu? Thời giá hiện nay thì khoảng gần 24 triệu đó, 1.000 đô. Thì ông chủ trả lời với ta chỉ là 1 xu. Người đàn ông lại hỏi, ngài có thể vui lòng cho con 1 xu được không? Thì ông chủ vui vẻ trả lời là được thôi. Và câu trả lời kết là gì? Chờ ta 1 giây. Bạn có thể tham khảo một cái chuyện vui về giao tiếp, có rất nhiều những cái chuyện khác nhau. Tuy nhiên thì trong cái điều kiện không cho phép thì thầy chỉ nói một đôi điều, để những câu chuyện nó cũng
có ý nghĩa, và đằng sau đó thì gửi ra một đôi điều nào đó. Về cái phần tiếp theo đó, thì cái nhiệm vụ của môn học đó, thì chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất là về mặt lý thuyết thì chúng ta có thể học trong khoảng 30 tiết, tức là khoảng 7-8 buổi gì đấy, để ứng dụng vào cái cuộc sống nói chung và cái giao tiếp trong cái nghề nghiệp, đặc biệt là trong cái ngành quản trị kinh doanh của chúng ta. Hai là về bài tập thực hành trắc nghiệm. Một là chúng ta làm trực tiếp ở trên lớp, nó gồm có bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 vân vân, một số cái bài mà thầy sẽ cho lần lượt. Chẳng hạn như chiều nay là chúng ta sẽ làm cái bài số 1. Còn cái phần thuyết trình trên lớp thì bình thường như ở các khóa trước á, thì chúng ta sẽ có hai cái bài thuyết trình. Bài thuyết trình thứ nhất là giới thiệu về bản thân và nhóm của mình. Nhóm thì thầy đã gửi cho lớp trưởng rồi, mỗi nhóm như vậy là cử cho thầy, mỗi nhóm hay còn gọi là một tổ đó, cử thầy một tổ trưởng để điểm danh. Thứ hai nữa là kết nối, rồi chúng ta sẽ gửi cho tổ trưởng một số những cái thông tin sau đây. Thứ nhất là các em gửi họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, sở thích, sở trường, sở đoản, hoặc là có một cái câu nói mà các bạn thích nhất, một câu nói mà các bạn thích nhất, và có thể giới thiệu các cái đặc sản của quê hương nơi mình sinh sống. Tất cả những cái thông tin này thì gửi cho bạn, có một đến hai tấm hình ảnh thì tùy các bạn, ảnh có thể là chụp như thế nào đó thì các bạn có thể sở thích của các bạn, nhưng mà nó phải nghiêm túc. Gửi về cho bạn có thể là sử dụng từ 1 đến 2 slide để giới thiệu về mình, tối đa là 2 phút, tối đa 2 phút. Và các bạn có thể giới thiệu nhanh về mình thì khoảng từ 1 phút đến 1 phút rưỡi. Và tổ trưởng tập hợp lại thì sau cái phần mà chúng ta giới thiệu trên lớp á, thì mỗi em cử lên giới thiệu với mình tất cả lớp luôn. Bài thực hành thứ hai là bài thuyết trình theo nhóm. Mỗi nhóm như vậy thì chọn một cái đề tài mà theo thầy gọi là đề tài tự chọn. Đề tài tự chọn thì gắn với nghề nghiệp, đi chào hỏi, gặp gỡ trong kinh doanh, giới thiệu về thương hiệu, các sản phẩm của cơ quan, xí nghiệp, vân vân. Hoặc là một cái cuộc phỏng vấn để xin việc, hoặc là một cái kỹ năng để đàm phán trong công việc làm ăn, ký kết các cái hợp đồng, vân vân. Hoặc là giao tiếp trong công sở, giao tiếp trong bán hàng, vân vân. Có một cái phần mà cũng rất quan trọng, khi trực tiếp gặp các em thì thầy sẽ giới thiệu các em có một cái kỹ năng gọi là kinh nghiệm, một vài kinh nghiệm về phỏng vấn để xin việc. À, cái lớp anh chị khóa trước thì thầy cũng làm trong khoảng một vài tiếng hay có khi là một buổi tùy theo lớp yêu cầu, để chúng ta có một số kinh nghiệm khi mà chúng ta ra xin việc làm, để cạnh tranh với những cái người mà cùng đi xin việc với mình. Và cái bài tập này ấy, thì chúng ta làm cả tổ làm một cái đề tài, và sẽ làm khoảng trên bằng hoặc là 30 slide trở lên và đăng ký thuyết trình trên lớp. Thời gian thuyết trình thì khoảng 10 phút, 10 phút. Có một số cái tổ trước đây nha anh chị thì có thể từ 8 đến 10 phút. Lớp nào có tổ nào có thể dài hơn xin thêm 1 2 phút thì cũng được, nhưng mà phải báo trước. Sau đó thì các em chuyển toàn bộ cái nội dung của cái bài thuyết trình bài 1 và bài 2 này đó qua cái địa chỉ như thầy ghi ở đây: lamhd@dnlu.edu.vn, Hoàng Đức Lâm @dnlu.vn, và nộp cho thầy bộ môn chậm nhất vào buổi cuối cùng của môn học. Và có một cái bài nữa đó là bài thu hoạch, các em viết trên tờ giấy A4. Cái phần này thầy sẽ cho cái mẫu, cái mẫu riêng gửi cho lớp trưởng, và sau đó lớp trưởng sẽ chuyển cho các bạn viết bằng tay, viết bằng tay. Thầy xin được phép dừng lại hỏi các bạn một tí xíu.
Em xem lại cái nội dung này một tí xíu để có gì cần chưa rõ đó thì em xin hỏi lại. Như vậy thầy nhắc lại là ngoài các cái bài tập thực hành trên lớp á, mà thầy sẽ gửi cho tất cả các em, thì các em sau một khoảng thời gian thầy cho phép đó, thì chúng ta nộp lại bài lại theo cái mục nộp bài đó. À, có một số bài tập thì thầy sẽ cho đáp án luôn rồi các em tự chấm, và có một số bài tập thì các thầy gửi về thầy sẽ chấm sau. Và chúng ta có hai cái bài tập, đó là giới thiệu về bản thân mình nhóm. Mỗi nhóm thì có thể đặt tên cho mình bằng tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Pháp gì đó là một cái tên của nhóm, và nói rõ lý do vì sao đó là chúng ta lại có thể đặt thêm cái tên của nhóm này như thế nào, ý nghĩa của nhóm. Thứ hai là mỗi bạn gửi các cái thông tin có liên quan về họ và tên, ngày tháng năm sinh, sở thích, sở trường, sở đoạn, quê quán, và có thể có cho một cái câu nói mà bạn thích nhất, bạn thích nhất, rồi giới thiệu thêm những cái mà nơi quê hương của bạn á, chẳng hạn như những cái món mà các bạn có thể có ở cái quê hương của mình, để khi mà chúng ta lên giới thiệu đó. Và hiện nay thì chắc là các em đã có cái đồng phục rồi, cho nên là nếu có thể được nhà trường và cả nước mà đồng ý để chúng ta học lại đó, thì chúng ta sẽ thuyết trình trên lớp bằng cái màu áo đồng phục của khóa kinh tế quản trị kinh doanh của chúng ta. Cái nội dung thứ hai thì các em ghi rõ cái này là về mặt chào hỏi, gặp gỡ trong giới thì kinh doanh, giới thiệu về thương hiệu, các sản phẩm của cơ quan, xí nghiệp, vân vân. Nói chung là một số những cái mà thầy đã nêu ở đây để các em chọn một cái đề tài thích hợp nhất và các em thích nhất để trình bày. Trong đó có phần ngôn ngữ, hình ảnh thì có thể hình ảnh đồng hay là hình ảnh tỉnh, tùy các em. Sáng nay thì thầy cũng đã dạy cho lớp CTK 43, tức là công nghệ thông tin K43. Sáng nay các em học cũng rất tốt. Chỉ một vài em là vì cái mã số hoặc là chuyển đổi K39 40 đó là đăng ký học nhưng mà lại không có cái mã nó phù hợp đó. Chúng ta phải có cái mã, cái địa chỉ email là gồm có mã số sinh viên là a@dlu.edu.vn thì chúng ta mới vào, xin vào, thầy mới mời vào lớp học được. Bây giờ thầy vào cái nội dung khái quát về hoạt động giao tiếp. Tất cả cái nội dung này thì thầy đã gửi cho lớp trưởng cũng như là trong cái mục của cái bài học chúng ta rồi đó, trong mục tài liệu á. Thì chúng ta có thể tham khảo thêm. Tất cả những cái hành vi để chúng ta giao tiếp, kể cả về mặt ngôn ngữ cũng như là về mặt cử chỉ đó, thì chúng ta đều dựa vào cái thành tựu của tâm lý học, hay gọi một cách rõ ràng nhất đấy là khoa học về tâm lý, để từ đó chúng ta có thể là nhận biết, đánh giá, điều khiển và điều chỉnh hành vi của chúng ta khi mà chúng ta giao tiếp với nhau, nói chung trong cuộc sống cũng như là giao tiếp trong kinh doanh. Như vậy nhận biết ở đây tức là thông qua cái cử chỉ, hành vi, nét mặt, nụ cười, vân vân, rồi từ đó chúng ta có thể đánh giá cái người mà đối diện của mình trong giao tiếp. Ví dụ như vậy, chẳng hạn như là lần đầu tiên chúng ta gặp ai đó thì sau đó chúng ta có thể đánh giá họ là có thể là mặt tốt hoặc là mặt chưa tốt, ví dụ như vậy, về cái việc giao tiếp của chúng ta. Và chúng ta có thể nhận biết được họ là con người thật thà, thẳng thắn hay là giả dối hay là không. Nhưng từ đó có thể là điều chỉnh cái quá trình giao tiếp của chúng ta khi mà chúng ta gặp lại hoặc là gặp một người nào đó. Và đấy cũng là một trong những cái kinh nghiệm để chúng ta giao tiếp nói chung trong cuộc sống và trong cái kinh doanh nói riêng.
lên trên du tiếp quý vị sẽ quýnh lên du tiếp là tức là chánh phủ lâm thời Việt Nam Cộng Hòa. Phần phỏng vấn thầy thể nói về sau nhá. Ngoài ra thì đặc biệt là trong quản trị kinh doanh nhé, thì các em chú ý với thầy, thứ nhất là các cái hoạch định của marketing, cái môn marketing cơ bản chắc là các em đã học rồi, thầy chỉ giới thiệu một số những cái chiến lược có tính chất để chúng ta bán hàng, chẳng hạn như là về chính sách về sản phẩm như thế nào để nó hợp với cái giá cả, với đối tượng giao tiếp khi mà chúng ta tung cái mặt hàng này ra ngoài hiện trường. Thứ hai là chính sách về giá cả thế nào cho nó phù hợp, ví dụ như vậy. Thứ ba là về phân phối. Phân phối ở đây tức là thuộc về các cái đối tượng khác nhau. Còn nếu em để ý thì hiện nay chúng ta có ba cái dạng đối tượng khác nhau. Dạng thứ nhất tạm gọi là quý tộc, là những nhà giàu, thì số lượng này là hiện nay cũng không nhiều, và người ta chỉ cần mua một số lượng mặt hàng tức là rất nhỏ bé vân vân, nhưng mà có giá trị cao, bao nhiêu ngàn đô la ví dụ như vậy. Dạng thứ hai là dạng trung bình, bình dân. Còn dạng thứ ba là dạng dưới trung bình, thì người ta thường là chú trọng vào cái hạng thứ hai, đó là cái đối tượng mà cái số lượng người để mua hàng có thể là nhiều nhất, cho nên về mặt giá cả thế nào đó cho nó phù hợp, và về mặt tâm lý của người tiêu dùng như thế nào đó cho phù hợp. Tiếp theo là quảng cáo. Như các bạn biết thì hiện nay quảng cáo đối với nước ta thì hàng ngày trên một là báo viết, báo in, rồi báo hình, thì thường là quảng cáo các cái sản phẩm khoảng 10 giây hay là 15 giây, 20 giây vân vân trên truyền hình chẳng hạn. Còn trên báo viết thì chẳng hạn như là một cái mặt ở cái trang tin đầu tiên chẳng hạn, giá cả hiện nay tương đối là khoảng 16 triệu trên một trang, nửa trang là 8 triệu, 1/4 trang là 4 triệu, 1/8 trang là 2 triệu. Quảng cáo cái hình ảnh của một công ty, xí nghiệp, của một đơn vị hay là một cái thương hiệu nào đó, ví dụ như vậy. Ngoài ra thì có cái chính sách công chúng để nhằm phục vụ nâng cao cái năng suất cũng như hiệu quả. Và cái mà chúng ta để kinh doanh tốt nhất là hàng năm chúng ta, hoặc là hàng tháng, hàng quý, 6 tháng vân vân, để chúng ta thu lại các cái doanh thu nó có hiệu quả và có lợi nhất. Thứ hai là bản chất về giao tiếp. Giao tiếp là một cái hiện tượng tâm lý phức tạp, và nhiều người thì không học môn này, ví dụ như vậy. Thầy nói như vậy bởi vì thầy thu thập được các cái thông tin mà của các anh chị khóa trước đã từng học môn này đó, thì có nói rằng là giao tiếp thì cần gì phải học, bởi vì một môn rất là dễ, ai cũng biết giao tiếp cả. Người ta nói rằng là môn A hay là ngành A, ngành B, ngành C nào đó thì cần gì phải học, nhưng mà sau khi học xong thì người ta cảm nhận được rằng là hình như là tất cả các cái ngành ở trong trường hay là một số các cái ngành mà thông dụng thì cần phải học cái môn này. Bởi vì nếu các em biết, tức là trong 1.000 cái kỹ năng mềm, hoặc 100 kỹ năng mềm, hoặc 10 kỹ năng mềm, hoặc 5 kỹ năng mềm người ta thu gọn lại đó, thì giao tiếp bao giờ cũng nằm ở cái top 2, tức là khoảng 5, 1 đến 5. Và có khi thì người ta đặt giao tiếp là số 1, giao tiếp là số 1. Và nếu có thể thì hình dung thì các em có thể vẽ cho thầy một cái vòng tròn chia 4 ra, thì 1/4 trong đó, tức là 25% là thành công hay không là do bằng cấp, tức là do chuyên môn, tức là chuyên môn thì chiếm khoảng 25%, còn 75% còn lại thì do cả cái kỹ năng mềm. Mà muốn được thành công tốt nhất ấy, thì trong đó có giao tiếp, tức là chiếm khoảng, kỹ năng mềm chiếm khoảng 75%. Trên cơ sở giao tiếp thì người ta có thể là cho với nhau biết về các cái thông tin về nhau, và thể hiện cái tình cảm yêu thương, giận hờn, ghét bỏ, ví dụ như vậy. Và qua giao tiếp thì người ta cũng có thể là dẫn tới sự tác động, ảnh hưởng lẫn nhau giữa con người với con người, chẳng hạn như là trang phục, đầu tóc, dáng người, nét mặt, hành vi. Nói chung khi mình giao tiếp thì người ta có thể là tác động giữa người này đến người kia, làm cho người khác thay đổi theo cái mà người ta đã tiếp xúc.
Các em có thể vẽ lại cái mô hình này, đó là những cái tác động từ môi trường bên ngoài đó, hay là cả cái yếu tố bên ngoài đến giao tiếp, các cái yếu tố bên ngoài đến giao tiếp. Thì giao tiếp bị ảnh hưởng bởi các cái yếu tố như thế này. Thứ nhất là về kinh tế. Kinh tế tác động rất là mạnh đến giao tiếp của chúng ta. Mùng 1 tháng 7 sắp tới lên lương ví dụ như vậy. Thì chắc chắn là trong một vài tháng tới đây, nhà trọ rồi điện nước rồi tất cả những hàng hóa vân vân nó có thể tăng giá lên. Và nó ảnh hưởng đến cái quá trình mà giao tiếp của chúng ta, tất cả những yếu tố từ bên ngoài thông qua cái kinh tế. Về công nghệ, về chính trị, về pháp luật, về văn hóa xã hội, về quốc tế. Về phong tục, về tập quán, về tín ngưỡng, về tư duy, về cơ chế, về nhận thức, vân vân. Nói chung là ảnh hưởng rất nhiều. Trong đó có tâm lý. Trong những cái ngày mà lễ Tết về âm lịch chẳng hạn, thì chúng ta ảnh hưởng đến cái phong tục tập quán tín ngưỡng của một dân tộc, của một vùng miền. Chúng ta có thể là trong lớp chúng ta có thể có hơn 100 bạn, nhưng mà có đến các cái vùng miền khác nhau, Bắc, Trung, Nam. Vậy thì phong tục tập quán ở những cái vùng miền đó nó sẽ là khác nhau. Tất nhiên trên một cộng đồng người Việt ấy, thì có những cái nét phong tục tập quán và tâm lý là cơ bản là giống nhau, nhưng những cái vùng miền khác nhau thì phong tục tập quán cũng là khác nhau, và cái này nó ảnh hưởng đến cái quá trình giao tiếp giữa con người với nhau, ví dụ như vậy. Giao thừa thì vùng miền như thế nào, thể hiện ra sao, mỗi ngày Tết đến chúng ta sẽ mua một cái mâm ngũ quả như thế nào, cầu vừa cho đủ xài chẳng hạn. Thì các cái mâm cái ngũ quả này thì tùy theo vùng miền người ta sẽ mua cái các cái mâm này để cúng tổ tiên ông bà. Buổi sáng mùng 1 thì chào hỏi thì chúc Tết hay là đi thăm mộ của những người tổ tiên ông bà vân vân. Rồi có quét nhà hay là không trong cái ngày mùng 1, trong 3 ngày Tết ấy. Vân vân, nói chung là rất là nhiều. Nếu có thời gian thì thầy sẽ giải thích cái phần này, ở mỗi vùng miền cũng rất là khác nhau. Ví dụ như vậy. Về tư duy, về nhận thức của con người thì phát triển theo lứa tuổi, từ lứa tuổi chẳng hạn như là lứa tuổi vườn trẻ thì bao gồm có mầm non đó. Về vườn trẻ thì có các cái lớp như là mầm, chồi, lá, lớp đầu tiên là hoa mỹ đó. Thì lứa tuổi này tư duy và nhận thức nó khác với những lứa tuổi tiếp theo, chẳng hạn như là lứa tuổi đầu cấp 1 thì nó cũng tương ứng với lứa tuổi vườn trẻ, chủ yếu là tiếp xúc là bằng hình ảnh. Thế còn về mặt ngôn ngữ thì các em chưa có điều kiện để tiếp nhận, chủ yếu là bằng hình ảnh. Mà nếu các bạn để ý thì tiểu học chúng ta 3 cộng 5 thì bằng mấy đó thì chắc là rất là khó làm. Nhưng mà để 3 cái kẹo cộng 5 cái kẹo á, thì các em có thể tính được là bao nhiêu. Đấy là tư duy về nhận thức liên quan đến cảm tính. Còn sau đó từ cấp 2 trở lên thì đến cấp 3 đại học ấy, thì tư duy nhận thức về lý tính ở mức độ cao hơn. Và mỗi giai đoạn lứa tuổi thì quá trình nhận thức cũng khác nhau. Trong xã hội hiện nay thì người ta chia thành bốn cái nhóm nghề: kỹ thuật, nghề tín hiệu, nghề đồng quan hệ với động vật, nghề quan hệ với con người. Trong bốn cái con mối cái nhóm nghề này ấy, thì nhóm nghề cuối cùng này là quan hệ người người. Còn nhóm nghề thứ nhất thì chủ yếu là máy móc, sửa chữa, vân vân. Tất nhiên những cái nhóm nghề về kỹ thuật, tín hiệu vân vân thì cũng ảnh hưởng đến cái tâm lý của cái người mà tiêu dùng. Chẳng hạn như người ta sản xuất ra một cái ô tô, một cái xe máy, một cái xe đạp có nhiều các cái loại màu sắc khác nhau vân vân, thì người ta có thể chọn theo cái tâm lý của khách hàng, người thích màu xanh, người thích màu đỏ, màu vàng vân vân. Về thiên nhiên, động vật thì quan hệ về mỏ, địa chất,
chăn nuôi thú y, và một cái nghề cuối cùng quan trọng, rất quan trọng, đó là nghề quan hệ người người, chẳng hạn như là kinh doanh, bán hàng, quản lý người, hướng dẫn viên du lịch, nghề thầy, trong đó có nhiều thầy thuốc, thầy giáo rồi vân vân, chung như vậy. Thì đó là quan hệ giữa con người với nhau thì nó phức tạp hơn. Quá trình giao tiếp thì có thể các cái mặt, chẳng hạn như là về xã hội học, về tâm lý học, về thông tin học, về quản trị học. Thì xã hội học là quá trình tiếp xúc tồn tại của các quan hệ xã hội. Thứ hai là về quá trình tiếp xúc về tâm lý. Và thứ ba là về thông tin học, thì trao đổi nhận biết các cái thông tin hai chiều. Về quản trị học thì đấy là quá trình trao đổi các cái thông tin. Các em có thể tham khảo một cái câu giao tiếp với mọi người là một nghệ thuật mà không phải ai cũng nắm bắt được, bất kỳ ai cũng phải học điều đó. Câu này thầy trích trong cái cuốn Lời Tâm Tình, nhà xuất bản Đà Nẵng, của EC và Pilich. Khi mà nói đến hoạt động giao tiếp á, thì thông thường người đấy là sự tiếp xúc tâm lý giữa con người với nhau nhằm để trao đổi các cái thông tin, tình cảm và nói chung là tác động ảnh hưởng qua lại với nhau trong quá trình giao tiếp. Còn em Bây giờ các em có thể làm một cái bài tập nho nhỏ ở trong cái vở, ghi vào vở của mình bằng cả cái yếu tố hay là nhân tố đó, từ 1 đến 10. Từ 1 cho đến 10 đó là từ kỹ năng giao tiếp bằng văn bản cho đến tính cách cá nhân đó. Thì các em cho cái nào là quan trọng nhất đó, thì các em ghi số 1 ở phía sau cái câu đó. Chẳng hạn như là kỹ năng giao tiếp bằng văn bản là số 5, thì các em ghi ở cái dấu chấm cuối cùng này là số 5. Nhiều bằng cấp chuyên môn là số 7, thì chúng ta ghi ở số 7 ở đây. Trang phục chỉnh tề là số 8. Tính cách cá tính là số 3, ví dụ như vậy. Ngôn ngữ lời nói là số 2, ví dụ vậy. Thì các em ghi từ 1 cho đến 10 sau các cái câu mà thầy đã cho. Và xin cho các em 3 phút đi. Sau khi mà các em ghi xong rồi á, thì thầy sẽ cho cái đáp án ở phía trước. Từ kỹ năng, từ kinh nghiệm, từ tay nghề, tính bền bỉ, kỹ năng giao tiếp, mức độ nhiệt tình, tư cách, thì từ cái số 1 cho đến số 10 á, thì thầy sẽ đánh dấu cái này. Và các em so sánh xem thử là mình trùng với cái đáp án đã cho của thầy đó là bao nhiêu đúng, bao nhiêu phần trăm. Được 10 trên 10 thì càng tốt, 8 trên 10 cũng tốt, 5 trên 5 thì cũng không sao cả.
để so sánh cái suy nghĩ của mình với cái đáp án mà thầy đã cho sau đây. Một là cái kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ là số 1, và người ta cho rằng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói hoặc viết là quan trọng nhất. Thứ hai là bằng văn bản. Thứ ba là kinh nghiệm làm việc. Tư là mức độ nhiệt tình. Thứ năm là tay nghề kỹ thuật. Sáu là tính bền bỉ quả quyết. Tám là trang phục chỉnh, bảy là trang phục chỉnh tề. Tám là tính cách cá tính. Chín là tư cách đỉnh đạt. Và 10 là bằng cấp chuyên môn. Như vậy thì cái người mà ra làm việc mà thành công á, thì bằng cấp chuyên môn mà giỏi chưa chắc là thành công, theo người ta nói như vậy. Thầy nói ở đây tức là so sánh hai sinh viên có bằng cấp là xuất sắc, hay là hai sinh viên có bằng cấp loại giỏi, hai sinh viên có bằng cấp loại khá, hay nói khác cách khác tức là bằng cấp chuyên môn giống nhau, nhưng có một cái người có cái kỹ năng giao tiếp tốt thì chắc chắn cái người đó sẽ thành công hơn, thành công hơn. Thầy dạy cho các em sinh viên bên sư phạm á, thì thầy còn nói là các em học giỏi giống nhau, bằng giỏi giống nhau, bằng xuất sắc giống nhau, và khi ra trường thì có dạy giỏi giống nhau không, thì đa số được nhận câu trả lời là không. Thầy hỏi vì sao thì người ta trả lời là liên quan đến giao tiếp. Giao tiếp thầy thường là đi dự giờ các cái lớp thực tập sư phạm của các cái anh quản trị khóa trước á, từ các cái trường như là Đống Đa, Bùi Thị Xuân, Tây Sơn vân vân ở trong Đà Lạt đó, và gần đây nhất là ở trường Đơn Dương và nhiều trường nữa. Thì các em cho rằng tức là cái quan trọng không phải là học giỏi mà ra dạy giỏi, cái quan trọng tức là mình phải biết thể hiện cái nội dung chuyên môn của mình thông qua cái gọi là giao tiếp trên lớp. Và cái này thì các thầy bên sư phạm cũng phải dạy từ cách ăn nói đi đứng làm việc, nói chung trên lớp ăn mặc như thế nào rồi nói năng ra sao. Các em có thể suy nghĩ một cái điều mà các em đã từng gặp phải. Có thể mình không học giỏi văn nhưng mà nhiều khi các em rất thích học văn vì cô giáo dạy rất hay. Các em có thể không giỏi toán nhưng mà thầy dạy toán rất là hay thì các em cũng thích học, vân vân, ví dụ như vậy. Như vậy thì chúng ta khẳng định giao tiếp là cái sự tiếp xúc tâm lý giữa con người với nhau, và khẳng định lại một lần nữa là nhằm để trao đổi về thông tin. Khi chúng ta về hè về Tết xong rồi gặp lại bạn bè thì bao giờ cũng hỏi những cái thông tin của bạn bè trong cái quá trình mà chúng ta nghỉ ngơi, hoặc là sau cái khi mà đại dịch kết thúc á, thì chúng ta có thể trở lại trường gặp nhau á, thì chúng ta có thể hỏi nhau về cái thông tin. Đã làm gì, học như thế nào, các cái môn học ra sao, các thầy dạy thế nào, vân vân, các cái nội dung. Thứ hai là thể hiện cái tình cảm, cảm xúc của cái con người giữa người với nhau. Tri giác tức là nhìn, nhìn và nghe. Chúng ta thể hiện gồm có cả cái cơ quan cảm giác khác nhau như là mắt, tai, mũi, lưỡi, da, cộng với một cái giác quan thứ sáu là năm cộng một giác quan để chúng ta có thể là giao tiếp. Trên cơ sở đó thì ảnh hưởng rồi có thể điều chỉnh mình với người khác và người khác đối với mình. Trên nguyên tắc ứng xử thì người ta có thể một là gì bất biến. Bất biến ở đây tức là không thay đổi, bất là không, biến tức là thay đổi đó, không thay đổi. Nhưng mà người phương Đông mình ấy, hôm sau thầy thể nói có một cái phần so sánh giữa cái người phương Tây và phương Đông. Người phương Tây thì rất là nguyên tắc, đúng giờ giấc rồi tất cả mọi cái là nó chuẩn mực về giờ giấc. Người phương Đông thì phản biến tức là thay đổi, có thay đổi hay là linh hoạt, tạm gọi là linh hoạt. 1 giờ vào học thì 1:15 vào mới vào được, ví dụ như vậy. Nói chung là họp hành tất cả mọi cái thì người phương Đông mình nó linh hoạt, biến tức là phản biến hơn. Cái bất biến ở đây tức là cái nguyên tắc, cái pháp lý. Còn vạn biến ở đây tức là tùy theo cái tình huống cụ thể để chúng ta có thể linh hoạt nhằm đạt được một cái mục đích nào đó.
Thầy hay nói vui với sinh viên là cái nguyên tắc chung là alo gọi điện về cho ba mẹ để xin tiền, đấy là cái là không thay đổi. Nhưng mỗi lần để xin được một vài trăm ngàn gì đó thì lại có một cái cách để ứng xử nó khác nhau, chứ không phải là lúc nào cũng giống nhau. Thứ nhất là về ứng xử theo nguyên tắc ba lý, ở đây là đạo lý, pháp lý và tâm lý, để đạt đến một chân lý. Đạo lý ở đây tức là đạo lý về thầy trò, về ông bà, về cha mẹ, trong cái quy định chung về thứ bậc. Pháp lý thì chúng ta dựa trên cơ sở pháp hiến pháp của nhà nước á, thì chúng ta được quy định, nhà nước sẽ quy định ra một số những cái luật, luật lao động, luật hôn nhân gia đình, hay là các cái luật vân vân, thì để chúng ta thực hiện theo cái luật này trên cơ sở hiến pháp quy định. Thứ ba là về tâm lý, ứng xử nó linh hoạt như thế nào trong quá trình giao tiếp để đạt đến một chân lý nào đó. Ứng xử thứ hai là về nhu cầu, thì gồm có nhu cầu về sinh học, ăn uống ngủ nghỉ, nhu cầu về xã hội như là hoạt động, là giao tiếp, là hoạt động xã hội vân vân. Và có một cái nhu cầu rất quan trọng trong cả cuộc đời người, đó là nhu cầu về nhận thức, hay là quá trình nhận thức. Hôm sau nếu có điều kiện thì thầy sẽ gửi cái phần quá trình quy luật của quá trình nhận thức này để các em tham khảo, từ nhận thức cảm tính đến lý tính, phát triển theo từng cái thời gian lứa tuổi khác nhau. Ứng xử theo tích hợp ở đây tức là theo lục trí đó, thì trí kỷ tức là tự biết mình, và trí bỉ là biết người. Ông cha mình có nói thêm một câu là trông mặt mà bắt hình dong, trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì bùng lòng mới ngon. Có nghĩa là người ta có thể nhìn ánh mắt, nụ cười, hay là khuôn mặt, nói chung là hình dạng cơ thể con người đó, thì sẽ biết người khác, biết người khác. Nhưng mà điều đó thì cũng là một phần bởi vì là mình chưa biết hiểu nổi mình thì làm sao mà hiểu người. Và thầy có đặt một câu hỏi cho các bạn là cho đến thời điểm này đó, thì các bạn đã 21, 22 tuổi rồi đó, thì các em đã tự biết hết mình chưa? Và có lúc nào đó các em đã tự tự đặt câu hỏi cho mình là tại sao lúc đó mình lại nói năng như thế? Tại sao lúc đó mình lại trả lời với bố mẹ như thế, ba mẹ như thế, vân vân? Tại sao lúc đó mình lại hành động như thế? Tại sao lúc đó mình lại có cử chỉ hành vi với cái người giao tiếp với mình như thế, vân vân? Chứng tỏ là mình vẫn là chưa hiểu mình. Cho nên hiểu người cũng rất là khó. Dò sông dò bể thì dễ dò, không ai lấy thước mà đo lòng người. Trí chỉ là biết dừng lại, cái gì nó quá đi các bạn, quá đi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là tác hại rất lớn. Trí túc là biết đủ, túc là hiểu biết đủ, còn nếu mà quá đủ thì gọi là sung túc. Sung túc chẳng hạn như là trong cái mâm ngũ quả thì có những vùng miền thì người ta thờ quả đu đủ để mong cho năm sau đó là no đủ, là đủ là được. Nhưng có những nơi thì người ta tìm cả cái quả sung để người ta thờ tổ tiên ông bà và mong cho năm sau là sung túc, no đủ hơn. Về trí thời là thời thế, gặp thời thế, thế thời phải thế, thế chiến quốc, thế thiên thu đó, gặp thời thế, thế thời phải thế. Trí ứng là ứng xử trong giao tiếp, trong này có cả nguyên tắc và linh hoạt. Ở sư phạm thì thầy có dạy thêm cho phần gọi là ứng xử trong giao tiếp sư phạm giữa học trò với là giáo viên và ngược lại, giữa giáo viên với học trò. Con người thì có thể dành 7% số thời gian để giao tiếp. Khi chưa gặp nhau đó thì người ta có thể là cách nhau một cái khoảng AB nào đó, là hai người khác nhau. Còn khi mà đã có giao tiếp rồi thì bao giờ cũng có cái sự giao nhau ở giữa, và khi đó thì người ta mới hiểu nhau, mới hiểu nhau. Và khi quen nhau, các bạn có thể cái phần sơ đồ rồi các cái yếu tố liên quan đến quá trình giao tiếp á, thì buổi hôm sau chúng ta sẽ học. Bây giờ các em tạm nghỉ khoảng 5 phút á.
sau đó vào thầy sẽ gửi cái bài tập cho các bạn ngay bây giờ để các bạn bắt đầu làm. Mỗi câu như vậy thì các em làm 1 phút, thầy cho thêm 5 phút tức là 20 câu thì các em làm trong 25 phút, và sau đó thì gửi bài tập cho thầy bằng cái chỗ mục nộp bài. Thầy sẽ gửi ngay bài ngay bây giờ. Bạn nào không gì nghỉ giải lao đó thì chúng ta có thể làm bài tập gửi trong khoảng 20 đến 25 phút thì nộp bài cho thầy.